Lai lịch bí ẩn về vị sư phụ đầu tiên của Tôn Ngộ Không. Xem Tây Du Ký, mọi người đều biết vị sư phụ đầu tiên truyền phép thuật cho Tôn Ngộ Không là Bồ Đề Tổ Sư. Tuy nhiên, lai lịch của vị cao nhân này như thế nào thì đối với nhiều người vẫn là một ẩn đố. Bồ Đề Tổ Sư thường nhập thất tu luyện nên các đệ tử rất trân trọng cơ hội được sư phụ giảng pháp và chăm chỉ tu luyện. Bồ Đề Tổ Sư rất dễ gần, thấy người tiều phu gần đó sống khổ cực khó khăn, liền dạy anh ấy bài Mãn Đình Phương và bảo anh ấy hát khi gặp khó khăn để bớt đi nỗi mệt nhọc và lo toan. Trong Tây Du Ký, Bồ Đề Tổ Sư đã từng nói với Tôn Ngộ Không một đoạn như sau: ngươi từ bây giờ định sinh bất lương, cho dù ngươi có hành hung gây tai họa như thế nào cũng không được nói là đệ tử của ta, bằng không ngươi chỉ cần nói nửa chữ thì ta cũng đã biết rồi, ta sẽ lột da tróc xương con khỉ nhà ngươi, phân thần hồn của ngươi ra làm chín khúc, cho ngươi phản kiếp không thể thoát thân được. Như chúng ta đã biết trong Tây Du Ký, ngoài Phật Tổ Như Lai ra thì chẳng ai còn có thể có bản lĩnh nắm giữ sinh tử của Tôn Ngộ Không như thế này. Điều này cho thấy lai lịch của Bồ Đề Tổ Sư quả thật không tầm thường, thần thông quảng đại, đã nhìn thấy trước được tương lai của Tôn Ngộ Không. Bồ Đề Tổ Sư trong Tây Du Ký ẩn cư tại Tây Ngô Hạ Châu, ở trong Linh Đài Phương Thốn Sơn, Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Linh Đài Phương Thốn Sơn, gọi tắt bằng chữ đầu và chữ cuối là Linh Sơn, Tà Nguyệt Tam Tinh, chính là vật trên thiên thượng, ám chỉ bầu trời. Hợp nhất chúng lại chính là Thiên Thượng Linh Sơn. Mà như chúng ta biết, Phật Tổ Như Lai cũng cư ngụ tại Thiên Ngô Hạ Châu, trong chùa Đại Lôi Âm ở Thiên Trúc Linh Sơn. Tên hai ngọn núi này là giống nhau, vậy liệu đây có phải là một sự trùng hợp hay không? Như vậy, Bồ Đề Tổ Sư và Phật Tổ Như Lai có thể là có điều gì đó liên quan đến nhau. Trong lần đầu tiên Tôn Ngộ Không nhìn thấy Bồ Đề Tổ Sư, tác giả Ngô Thừa Ân đã miêu tả như sau. Nhìn thấy Bồ Đề Tổ Sư ngồi ngay ngắn nghiêm trang trên bệ, ở phía dưới, hai bên có 30 tiểu tiên đứng hầu. Quả nhiên là Kim Tiên Đại Giác Sạch Ghê, Phương Tây Diệu Tướng Bồ Đề Tổ Sư, không sinh diệt, đức cao xa, thần tròn khí vẹn rất từ bi, chân như bản tính an vi, tự nhiên không tịch tùy nghi biến đời, trang nghiêm thọ sánh đất trời, pháp sư muôn kiếp sáng ngời là đây. Trích Tây Du Ký, hồi thứ nhất. Vậy nên có thể thấy, Bồ Đề Tổ Sư cũng là một vị tôn giả Tây Phương. Trong Phong Thần Diễn Nghĩa có vị chuẩn đề đạo nhân, khi xuất hiện được mô tả giống hệt như vậy. Về hai nhân vật này, trong hai bộ truyện viết giống hệt nhau, vậy có phải Bồ Đề Tổ Sư và chuẩn đề đạo nhân chính là một hay không? Chuẩn đề đạo nhân là ai? Trong Phong Thần Diễn Nghĩa, chuẩn đề đạo nhân có vị sư huynh là tiếp dẫn đạo nhân. Trong chương 78 của Phong Thần Diễn Nghĩa, có miêu tả về tiếp dẫn đạo nhân như sau. Đại tiên đi chân trần táo lê hương, chân đạp tường mây càng dị thường, 12 đài sen diễn pháp bảo, bát đức bên cạnh ao hiện bạch quang, thọ thông thiên địa ngôn phi sai, phúc tỷ hồng ba thuyết há cuồng, tu thành xá lợi minh thai tức, thanh nhàn cực lạc là Tây Phương. Phật Tổ Như Lai khi xuất hiện trong Tây Du Ký cũng được miêu tả giống hệt đoạn văn trên vậy. Còn có rất nhiều nhân tố khác nữa đều cho thấy rằng tiếp dẫn đạo nhân chính là Phật Tổ Như Lai. Nói đến đây thì đáp án đã dần hé lộ. Chuẩn đề đạo nhân là sư đệ của tiếp dẫn đạo nhân. Tiếp dẫn đạo nhân cũng chính là Phật Như Lai đời sau này. Chuẩn đề đạo nhân chính là Bồ Đề Tổ Sư. Vậy Bồ Đề Tổ Sư chính là sư đệ của Phật Như Lai. Đó là lý do vì sao khi Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung thì chỉ có Phật Như Lai là có thể trị được, bởi vì nguyên lai Tôn Ngộ Không chính là đệ tử của sư đệ mình. Vạn sự vạn vật trên thế gian thực ra vốn đã được an bài một cách cẩn mật. Tôn Ngộ Không vốn là thiên thạch trước khi ra đời. Thiên thạch tồn tại nhiều năm mà người duy nhất chú ý đến nó chính là Bồ Đề Tổ Sư. Khi Tôn Ngộ Không muốn đi tìm quy luật trường sinh thì được con khỉ già ở Hoa Quả Sơn chỉ về phía của ngài. Khoảng cách địa lý của Hoa Quả Sơn và Linh Đài Phương Thốn Sơn, nơi cư ngụ của Bồ Đề Tổ Sư, lên đến hàng ngàn dặm.
Làm thế nào mà con khỉ già kia lại biết về Bồ Đề Tổ Sư mà chỉ cho Tôn Ngộ Không? Đây cũng chính là sự an bài của thần tiên. Tôn Ngộ Không xuất phát từ núi Hoa Quả tới Tây Ngô Hạ Châu, ở trong linh đài Phương Thốn Sơn, Tà Nguyệt Tam Tinh Động mà không gặp bất trắc nào. Khi vừa đến thì liền xuất hiện người tiều phu chỉ đường mách lối để được nhanh chóng đến bái kiến Bồ Đề Tổ Sư. Tất cả những điều này lẽ nào là ngẫu nhiên chăng? Không phải, tất cả đã được an bài như thế. Nói đến đây, có người sẽ thắc mắc, vậy thì con đường thỉnh kinh của năm thầy trò trong Tây Du Ký cũng chẳng phải đã được an bài trước rồi sao? Nghĩa là trước sau gì họ cũng sẽ lấy được chân kinh, vậy sao phải bày ra trùng trùng ma nạn để làm gì? Đó chính là để lại bài học cho thế nhân rằng con người muốn tu luyện, muốn đắc chân pháp, chân đạo là điều vô cùng nghiêm túc, không gì có thể sánh bằng. Còn các kiếp nạn trên đường đi thỉnh kinh chính là quá trình ma luyện nhân tâm, tôi rèn ý chí để xả bỏ những thứ không tốt nơi thân người. Cuối cùng khi xả tận hết thảy những gì ở thế gian thì mới có thể đến được nơi cần đến.